Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học do Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam triển khai từ năm 2021 đến năm 2026. Một trong những mục tiêu của dự án là phát triển các đại sứ truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông cho công tác bảo tồn bền vững. Các đại sứ truyền thông là những phóng viên, biên tập viên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đội ngũ phóng viên được trực tiếp tham gia tọa đàm với chủ đề Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học để hiểu hơn về du lịch sinh thái cũng như những tiềm năng của ngành này trong tương lai. Để hiểu hơn về công tác bảo tồn, đội ngũ đại sứ truyền thông cũng được tìm hiểu về các hoạt động đặt bẫy ảnh, ứng dụng công nghệ phục vụ trong công tác nghiên cứu các loài động vật hoang dã và các hoạt động bảo tồn khác. Và chúng tôi tổ chức hoạt động này tại Vườn Quốc gia Bí Đúc Núi Bà với cái mong muốn là mang các nhà báo ở mọi nơi về với thiên nhiên, về với vườn quốc gia trải nghiệm và đưa những cái hình ảnh, những cái thông tin về bảo tồn, về những cái nỗ lực của Ban Quản lý Vườn Quốc gia, của những anh em kiểm lâm, những người ngày đêm bảo vệ cái di sản thiên nhiên rất là quý giá để cho chúng ta, cho công chúng, cho mọi người, cho ngày hôm nay và cho ngày mai biết cùng chung tay để bảo tồn và giữ gìn cái đa dạng sinh học. Các đại sứ truyền thông cũng được tìm hiểu về các vấn đề liên quan tới bảo tồn, gắn liền bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái bền vững. Từ đó, nắm vững các kiến thức để truyền thông đủ, đúng và hấp dẫn độc giả tới lĩnh vực bảo tồn vốn ít được quan tâm trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng với các vườn quốc gia, các nhà báo trong việc truyền thông về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, cũng như tầm quan trọng của đa dạng sinh học. Và các tác phẩm của những đại sứ truyền thông sẽ truyền tải về thông điệp chung tay bảo vệ lá phổi xanh của hành tinh chúng ta đang sống. Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học được kỳ vọng mang lại sinh kế cho người dân vùng đệm, các vườn quốc gia và khu bảo tồn, góp phần thực hiện xây dựng đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023.